Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị địa phương tiếp tục rà soát, củng cố các phương án ứng phó, đặc biệt rà soát lên phương án xây dựng thêm bệnh viện dã chiến sẵn sàng điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 và các khu cách ly tập trung F1 để hỗ trợ cho các địa phương sắp quá tải bởi nguy cơ F0 và F1 có thể tăng lên. Mới đây, Đà Nẵng đã xây dựng và đưa vào hoạt động bệnh viện dã chiến quy mô 2.000 giường tại khu ký túc xá phía Tây ở quận Liên Chiểu dưới sự điều hành của Bệnh viện Đà Nẵng cùng sự tham gia của các y bác sĩ toàn ngành. Ngoài các cơ sở y tế thì hiện nay, các quận huyện đã kích hoạt gần 40 khu cách ly tập trung để tiến hành cách ly F1 và các trường hợp về từ vùng có dịch.